Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 012 Bài toán này là bài toán tìm tên nguyên tố khi biết tổng các hạt cơ bản Ở đây thầy có xử luôn P cộng N cộng E bằng 180 Ở đây là 180 lớn hơn 60 rồi, do đó chúng ta không dùng thủ đoạn được Thầy có trong nguyên tử thì P bằng với E Đề thi cho các hạt mang điện chiếm 58,89% như vậy thầy có P cộng với e bằng 180 nhân cho thầy với lại 58,89 chia 100. Giải hệ này các em tìm ra P bằng P của thầy bằng 53, xấp xỉ 53. Như vậy 53 thì là nguyên tố iod rồi. Đó, iod. Kết quả đáp án thầy có là đáp án D.